làm cái gì đấy? Đây. Ăn cướp. Em làm cái gì đấy? Không phải công an, ăn cướp. Cái gì? Ba à? Gì à? Ăn cướp ở dân à? Em làm cái gì đấy? Ăn cướp ở dân à? Theo yêu cầu của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Đúng rồi, nhưng mà em ăn mặc như này là em không phải là người thi hành công vụ rồi. Đúng không? Em như này mà em xuống em cướp đồ người ta là không được rồi. Đúng không? Bản thân người ta cũng rất là khổ mà em đi làm như này làm sao không được. Em đi xe của nhà nước nhưng em ăn mặc rất giống những người đi chơi, hiểu không? Anh đi qua thôi nhìn thấy anh rất là bức xúc. Đúng không? Đây toàn là những người rất là khổ, em làm thế đâu có được đâu, đúng không? Mặc quần áo như này em xuống em lấy đồ người ta khác gì ăn cướp đâu. Đúng chưa?